Tôi xin giới thiệu tôi là bác sĩ uh, Nguyễn Thị Thu Đức, bác sĩ chuyên khoa 2 thuộc khoa tai mũi họng của Bệnh viện Bạch Mai. Uh, trước khi đi vào uh, chủ đề ngày hôm nay, thì uh, tôi xin phép được giới thiệu uh, đôi nét về uh, hình ảnh uh, về khoa tai mũi họng uh, của Bệnh viện Bạch Mai. Thì uh, như trên màn hình ở bên trái màn hình, uh, chúng ta nhìn thấy đấy chính là hình ảnh tập thể của khoa tai mũi họng chúng tôi. Nhưng uh, trong những năm qua thì uh, dưới sự uh, điều hành uh, dẫn dắt của trưởng khoa phó giáo sư tiến sĩ lê công định. À, chúng tôi đã xây dựng một đội ngũ các bác sĩ điều dưỡng trẻ trung luôn tận tâm nhiệt tình ở trong công việc. Đặc biệt là chúng tôi đã phát triển chuyên sâu nhiều lĩnh vực như là tai mũi xoang đầu cổ thanh học và à, với cái tinh thần là luôn cập nhật các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới thì chúng tôi luôn mong muốn mong muốn là đem lại được Uh, những cái kết quả điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Trong uh, phạm vi của ngày hôm nay thì tôi xin phép thì trình bày uh, chủ đề số loạn giọng nói, một vấn đề đang được xem là thời sự ở trong lĩnh vực tai mũi họng. Uh, những năm gần qua thì những qua thì chúng tôi nhận thấy rằng là tỷ lệ bệnh nhân bị số loạn giọng nói đến khám ngày càng gia tăng chiếm khoảng từ 50 cho đến 60 phần trăm bệnh nhân đến khám hàng ngày và nó gặp ở tất cả các lứa tuổi với những nguyên nhân uh, thể khác nhau tùy theo từng nhóm với trẻ em thì thường hay gặp là khản tiếng do trẻ không kiểm soát được giọng nói hay hò do hay hò hét hoặc là do những cái biến đổi tâm lý tuổi dậy thì còn đối với người lớn thì là do uh, thường lại hay liên quan đến các bệnh lý nghề nghiệp hay phải sử dụng giọng nói nhiều dẫn đến lạm dụng giọng nói ví dụ như là người bán hàng kinh doanh uh, các uh, giáo viên rồi uh, những người ca sĩ còn đối với người già thì lại thường liên quan đến những cái tổn thương thực thể ở tại thanh quản và tại sao dối loạn giọng nói lại được xem là vấn đề thiếu sự? Bởi vì uh, cho đến nay chưa có phương pháp điều trị nào một cách toàn diện và vẫn luôn cần phải phối hợp nhiều phương pháp thì mới đem lại được chất lượng giọng nói tốt. Bệnh lý này thì khá là dai dẳng, cho nên lại cần được sự theo dõi lâu dài và nhất là nó hoàn toàn có thể tái diễn nếu như mà bệnh nhân lại không tuân thủ theo những hướng dẫn của bác sĩ. À, chúng ta cùng tìm hiểu uh, về việc là giọng nói đã được tạo nên như thế nào. <laughs> Đầu tiên thì À, nhờ có cái sự hoạt động của cơ hấp đã tạo ra luồng không khí từ phổi đi lên tại vị trí của thanh quản nhờ có sự khép kín của hai dây thanh khi phát âm đã tạo ra âm thanh từ đây âm thanh tiếp tục đi lên <laughs> cộng hưởng với các cấu trúc ở trong khoang học mũi miệng để tạo ra các âm sắc khác nhau của giọng nói và ví dụ như làm ngọt ngào trầm bổng thanh trong và đây là những âm sắc đặc trưng giữa các cá như thế khác nhau Cuối cùng thì nhờ có cộng hưởng của các cấu trúc ở trong khoang miệng như là môi, lưỡi, màn hầu thì nó mới giúp giọng nói có ngôn ngữ và tập hợp tất cả các quá trình này mới tạo nên một giọng nói hoàn chỉnh như cách mà chúng ta đang nói chuyện với nhau. Vậy rối loạn giọng nói là gì thì đó là tình trạng mà giọng nói bị thay đổi khác thường so với trước đây đó có thể là sự thay đổi về mặt cường độ như là à, giọng nói của bệnh nhân trở nên nó yếu thì thảo nói ngắt quãng hay thậm chí là không thể nói được hoặc là có thể là thay đổi về mặt cao độ như là giọng trở nên quá trầm hoặc quá cao so với tông giọng trước đây của bệnh nhân đó cũng có thể là sự thay đổi về mặt âm sắc như là giọng trở nên căng nghẹt phản động dọc thờ và điều này đã làm cho bệnh nhân khó khăn diễn đạt cảm xúc ở trong giọng nói về nguyên nhân gây ra rối loạn giọng nói thì được chia ra làm hai nhóm là nhóm do tổn thương về mặt thực thể và nhóm do tổn thương về mặt chức năng. Trong nhóm tổn thương thực thể thì nó có thể là bất thường về cấu trúc hoặc là bất thường của hệ thống thần kinh chi phối thanh quản. Và đây là bảng liệt kê uh, các cái bệnh lý thường gặp ở trong hai nhóm này. Cụ thể hơn thì đối với trong tổn thương viêm nhiễm thường gặp là những viêm uh, thanh quản cấp tính do virus và vi khuẩn trong một số ít trường hợp thì chúng tôi cũng gặp những trường hợp viêm thanh quản đặc hiệu do nấm hoặc là lao và với những trường hợp như này thì thường hay gặp ở trên những bệnh nhân uh, có các bệnh lý toàn thân uh, suy giảm miễn dịch như là bệnh bị lao đái tháo đường hoặc là HIV các cái tổn thương lành tính của thanh quản có thể kể đến ở đây như là polyp, hạt sơ, u nang, u nhú, phù ranh ke. trong đó ba bệnh lý là polyp, hạt sơ, u nang là những bệnh lý mà rất hay thường gặp ở những bệnh nhân mà lạm dụng giọng nói, sử dụng giọng nói qua mức đã gây sang chấn ở dây thanh. đối với các tổn thương ác tính của thanh quản có thể kể đến ở đây như là tiền, các cái tổn thương tiền ung thư như là dị sản, loạn sản hoặc là các cái khối u ác tính ở thanh quản các cái rối loạn về thống thần kinh chi phối của thanh quản cũng gây ra tình trạng rối loạn giọng nói. Đây là hình ảnh của một thanh quản với hai dây thanh di động bình thường. Những cái tổn thương làm liệt dây thanh một bên như hình ảnh chúng ta nhìn thấy ở đây, dây thanh phải vẫn di động bình thường, dây thanh trái bị cố định hoặc là tổn thương cả hai dây thanh làm cho cả hai dây thanh đều không di động thì tất cả những điều này đều gây ra tình trạng rối loạn giọng nói. Bên cạnh nhóm do tổn thương về mặt thực thể thì trên lâm sàng chúng tôi cũng gặp những bệnh nhân mà uh, thanh quản của họ hoàn toàn bình thường nhưng vẫn bị dối loạn giọng nói và họ được xếp vào nhóm dối loạn giọng nói chức năng thường gặp ở đây đó chính là ở bệnh lý dối loạn giọng căng cơ dối loạn giọng nói do nguyên nhân tâm lý như là dối loạn giọng nói tuổi dậy thì uh, ở hoặc là gặp ở những người mà họ bị uh, một cái sang chấn stress biến cố trong cuộc sống và từ đó họ bị mất giọng thứ phát không thể nói được như vậy thì qua những phân tích phía trên đã cho thấy rằng là số loạn giọng nói có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên từ tổn thương về mặt cấu trúc, hệ thống thần kinh chi phối thanh quản đến nguyên nhân về tâm lý hay là do hiện tượng sử dụng loạn giọng giọng nói quá mức. Và hậu quả của điều này đó là đầu tiên nó gây tổn hại cho sức khỏe, nhất là khi đây lại là dấu hiệu tiềm ẩn của những tổn thương ác tính gây nên thứ hai nữa là nó ảnh hưởng chất lượng rõ rệt đến chất lượng cuộc sống của người bệnh bởi vì à, giọng nói chính là phương tiện để giúp cho chúng ta có thể giao tiếp hòa nhập trong cuộc sống và điều này thì nó lại sẽ càng là trở nên trầm trọng hơn nếu như dối loạn giọng nói lại xảy ra ở trẻ em sự thay đổi giọng nói bất thường sẽ khiến cho trẻ à, à, lo sợ không dám nói và từ đó do sợ bị chê cười và từ đó nó sẽ lâu dài nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển tâm sinh lý cũng như là học hành của trẻ và cuối cùng thì nó gây thiệt hại đáng kể đến công việc và kinh tế nếu như đặc biệt là những người mà giọng nói chính là nghề nghiệp của họ như là người bán hàng kinh doanh giáo viên ca sĩ và qua từ đây thì chúng ta thấy rằng là ở tầm quan trọng của giọng nói sự cần thiết phải đi khám khi mà bị số lạc giọng nói để từ đó được chuẩn đoán và điều trị kịp thời đây là quy trình chuẩn đoán À, bệnh nhân bị rối loạn giọng nói khi đến khám tại khoa tai mũi họng của bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân sẽ được hỏi về lý do đi khám bệnh, các triệu chứng khó chịu về mặt cơ năng, các bệnh lý toàn thân kèm theo. Tiếp đến bệnh nhân sẽ được nội soi tai mũi họng và được đặc biệt lưu ý đến khám thanh quản ở những bệnh nhân bị khàn tiếng. Và chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp các cái thăm dò chuyên sâu để đánh giá về rối loạn phát âm. Cụ thể ở đây bệnh nhân sẽ được làm hoạt nghiệm thanh quản để đánh giá phát hiện những cái tổn thương tinh vi mà độ soi thông thường không thể đánh giá được. bệnh nhân sẽ được tiến hành thu âm giọng nói để phân tích các uh, qua các phần mềm chuyên dụng giọng nói phát hiện những cái tổn thương gây ra nhiễu loại sóng và chúng tôi cũng đánh giá số loại giọng nói đã ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân như thế nào để từ đó tổng hợp lại chẩn đoán về mặt nguyên nhân mức độ số loạn giọng nói cũng như là đưa ra được cái phương pháp điều trị phù hợp với từng bệnh nhân về cập nhật các phương pháp điều trị thì đây là bảng liệt kê các cái nguyên nhân gây ra rối loạn dọc nói đã được trình bày ở phần phía trên đối với tổn thương viêm nhiễm thì chúng tôi sẽ tiến hành điều trị nội khoa đối với những tổn thương lành tính có chỉ định phẫu thuật thì chúng tôi sẽ tiến hành vi phẫu thanh quản à, đây là một phương pháp mà được làm dưới kính hiển vi với can thiệp rất là tối thiểu không có đường rạch ra phía bên ngoài còn đối với những tổn thương ác tính thì chúng tôi uh, sẽ tiến hành phẫu thuật rộng rãi rồi có thể kết hợp với khoa ung biếu để hóa xạ trị kết hợp Đối với rối loạn giọng nói do nguyên nhân thần kinh hoặc số loạn giọng nói chức năng thì uh, trước đây nó vẫn là mảng khó và khiến chúng tôi phải chăn trở mong muốn là tìm một cái phương pháp nào mà vừa can thiệp tối thiểu nhưng mà lại đem được chất lượng chất lượng giọng nói tốt cho bệnh nhân. Thì trong những năm qua chúng tôi đã cập nhật nhiều phương pháp ở trên thế giới hiện tại trên thế giới uh, để có thể điều trị các cái nhóm bệnh lý này. Cụ thể là đối với nhóm liệt dây thanh một bên chúng tôi tiến hành phương pháp bơm mỡ dây thanh. Đối với liệt dây thanh hai bên, chúng tôi tiến hành phẫu thuật cắt dây thanh và đối với nhóm bệnh lý số loại giọng chức năng thì chúng tôi tiến hành các bài tập luyện giọng uh, theo các phác đồ trên thế giới để điều trị uh, các bệnh lý này cho bệnh nhân. Thì trong phần tiếp theo, tôi sẽ trình bày cụ thể hơn về các phương pháp điều trị này. Đầu tiên là phương pháp luyện giọng. Ở trên thế giới thì điều trị luyện giọng vẫn có xu hướng ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong 10 năm gần đây. Cho thấy đây là một lĩnh vực tiềm năng có vai trò lớn trong việc điều trị các bệnh lý về số loạn giọng nói. Hiện nay thì tại khoa Tai Mũi Họng của bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi cũng đã triển khai các bài tập luyện giọng để điều trị các nhóm bệnh lý thường gặp ở trên lâm sàng. Đó là bệnh lý lành tính thanh quản như là u nang, hạt sơ polyp, bệnh lý rối loạn giọng căng cơ, số loạn giọng tuổi dậy thì và liệt dây thanh chúng tôi có một tập hợp à, đội ngũ các bác sĩ đã được đào tạo chuyên về lĩnh vực thanh học à, giọng nói và theo đó khi bệnh nhân bị rối loạn giọng nói đến khám sẽ được đánh giá về mức độ bệnh và sau đó sẽ được các bác sĩ hướng dẫn luyện giọng qua những bài tập cụ thể đơn giản để bệnh nhân có thể tập luyện hàng ngày ở nhà và đây là những hình ảnh minh họa về bài tập mà chúng tôi đã đưa cho bệnh nhân về tập luyện ở nhà có thể thấy là những cái bài tập này rất là đơn giản và với những hình ảnh minh họa rất là rõ ràng và À, điều quan trọng hơn đó là uh, các bệnh nhân uh, chúng tôi luôn luôn ghi lại các thông tin rồi khám lại bệnh nhân theo định kỳ để từ đó điều chỉnh kịp thời theo tiến độ của từng bệnh nhân. Đây là một trường hợp bệnh nhân nữ 45 tuổi đến khám với chúng tôi vì lý do là khát tiếng, nói mệt hụt hơi, uh, nghề nghiệp là bán hàng và sau khi quá trình thăm khám thì bệnh nhân đã được chẩn đoán là dối là polyp dây thanh bên phải với rối loạn giọng nói mức độ trung bình. Đây là trước điều trị của bệnh nhân thì bệnh nhân có một cái khối đỏ sậm ở uh, polyp ở một ba trước dây thanh bên phải. Bệnh nhân đã được hướng dẫn điều trị luyện giọng trong vòng 3 tháng và kết quả sau đó là khối polyp hoàn hầu như là biến mất. Điều này được giải thích đó là bởi vì là khi mà bệnh nhân bán hàng đã sử dụng lạm dụng giọng nói quá mức và từ đó gây sang chấn dây thanh tạo ra cái tổn thương polyp. Thì trong thời gian điều trị luyện giọng, bệnh nhân đã được hướng dẫn điều chỉnh lại cách nói đúng và từ đó làm giảm sang chấn dây thanh dẫn đến tiêu biến dần cái khối polyp. Điều này không chỉ có nghĩa là giúp cho bệnh nhân khỏi bệnh mà nó còn giúp cho bệnh nhân vẫn tiếp tục công việc bán hàng của mình, à, không phải nghỉ nói mà vẫn có được một chất lượng giọng nói tốt, cũng như là à, ngăn ngừa sự tái phát bệnh ở trong tương lai. Phương pháp thứ hai là phương pháp vi phẫu thanh quản. Đây cũng là một phương pháp rất hay được áp dụng vào tại khoa tai mũi họng chúng tôi. À, phương pháp này có lịch sử phát triển lâu đời ở trên thế giới và nó điều trị rất hiệu quả à, các cái tổn thương lành tính thanh quản như là polyp, hạt sơ, u nang, u nhú hoặc là các cái tổn thương tiền ung um thư hoặc ung um thư giai đoạn sớm như là dị sản, loạn sản hoặc là khối u vẫn còn cư trú ở, ở vị trí của dây thanh Chúng tôi luôn cập nhật các cái phương pháp hiện đại ở trên thế giới như là kính hiển vi nội soi và để có thể can thiệp ở mức độ tối thiểu mà không có đường rạch ra phía bên ngoài và bệnh nhân luôn được làm ở dưới gây mê toàn thân. Điều này không chỉ giúp cho các phẫu thuật viên có thể mổ được chính xác mà chính là bệnh nhân không bị ảnh hưởng bởi vấn đề tâm lý hay là đau đớn. Trong những năm gần đây thì khoa tai mũi họng còn triển khai thêm kỹ thuật tiêm steroid và dây thanh đang được xem là xu hướng mới ở trên thế giới à, và chúng tôi tự hào là bệnh viện tiên phong đã áp dụng cái kỹ thuật này. À, từ lâu thì uh, vai trò của steroid đã được khẳng định rõ thông qua tác dụng chống viêm, rồi giảm nguy cơ sẹo dính sau mổ. Khi tiêm steroid trực tiếp vào vị trí của tổn thương, nó còn có tác dụng hạn chế từ những cái tác dụng phụ toàn thân của steroid. Do vậy khi kết hợp giữa phương pháp vi phẫu thanh quản và tiêm steroid thì nó đã giúp nâng cao hiệu quả điều trị sau phẫu thuật lên rất nhiều. Đây là ảnh của hạt sơ dây thanh, bệnh nhân được chẩn đoán là hạt sơ dây thanh trước khi phẫu thuật. Chúng ta có thể thấy rằng là à, ở trên bờ tự do của dây thanh có hai cái nhú lồi lên ở đây và được gọi là hạt sơ. Và chính cái hạt sơ này đã làm cho bệnh nhân bị khán tiếng trong quá trình phẫu thuật thì chúng tôi đã tiến hành tiêm steroid vào vị trí tổn thương hạt sơ sau đó chúng tôi đã dùng các dụng cụ vi phẫu để lấy tổn thương hạt sơ và đây là chính là hình ảnh kết quả ngay sau khi phẫu thuật có thể thấy là dây thanh đã thẳng và niêm mạc dây thanh thì mềm mại hầu như là rất ít tổn thương theo dõi kết quả sau đó thì thấy rằng là chất lượng giọng nói của bệnh nhân rất tốt phục hồi nhanh ít biến chứng cũng như là tỷ lệ tái phát uh, của các bệnh nhân thì thấp hơn hẳn so với nhóm chỉ có vi phẫu thanh quản chính vì vậy mà hiện nay À, việc kết hợp giữa vi phẫu thanh quản với cả tiêm steroid đã được áp để giải quyết các cái bệnh lý à, tổn thương lành tính ở dây thanh đã được áp dụng thường quy tại khoa tai mô học của bệnh viện bạch mai phương pháp thứ ba là bơm mỡ tự thân vào dây thanh à, phương pháp này được chỉ định à, trong những bệnh lý như là liệt dây thanh một bên teo cơ dây thanh rãnh giả sẹo dây thanh đây là hình ảnh nội soi của bệnh nhân bị à, liệt dây thanh một bên có thể thấy là dây thanh phải vẫn di động nhưng mà dây thanh trái thì bị cố định và kết quả là khi nói thì nó tạo ra cái khe hở thanh môn và từ đó nó tạo làm cho bệnh nhân không thể nói to được hoặc là kèm theo cảm giác nói mệt thủ thơi Bằng cái biện pháp là bơm mỡ tự thân mà thường chúng tôi hay lấy là ở vùng bụng của bệnh nhân để tiêm vào à, dây thanh nghị liệt thì với mục đích là nhằm khép kín khe hở thanh môn khi phát âm thì đã chúng tôi đã giúp cho bệnh nhân à, có thể cải thiện được chất lượng giọng nói. Phương pháp này thì đem lại rất nhiều ưu điểm, đó là vì mỡ tự thân cho nên nó không bị phản ứng thải loại. Thứ hai nữa là vì đặc tính mỡ tiêu rất là chậm cho nên nó giúp uh, kéo dài cái thời gian uh, cải thiện hỗ trợ giọng nó cho bệnh nhân có thể từ 2 đến 3 năm. Và thứ ba nữa là khi uh, khi tiêm vào cái dây thanh bị này thì nó không ảnh hưởng đến quá trình phục hồi thần kinh của dây thần kinh bị liệt. Uh, chính vì vậy mà ngày nay mặc dù thế giới đã có chế tạo ra rất nhiều các vật liệu để thay thế nhưng phương pháp bơm mỡ tự thân vào dây thanh vẫn được xem là phương pháp mà có chi phí thấp, độ an toàn cao cũng như là nó kéo dài cái hiệu quả Uh, cải thiện chất lượng giọng nói của bệnh nhân uh, rất là tốt trong thời gian từ 2 đến 3 năm phương pháp thứ tư là phương pháp phẫu thuật cắt dây thanh uh, được chỉ định trong bệnh lý liệt dây thanh hai bên những năm gần đây chúng tôi thấy rằng là tỷ lệ bệnh nhân liệt dây thanh hai bên ngày càng gia tăng và thường là biến chứng uh, sau các cái phẫu thuật đầu cổ như là phẫu thuật về tuyến giáp uh, cắt thanh quản phẫu thuật lồng ngực hoặc là ở những bệnh nhân mà bị chấn thương một đầu cổ sau tai nạn ở những bệnh nhân này thì uh, đây là hình ảnh của bệnh nhân bị liệt dây thanh hai bên. Các thấy rằng là gì? À, hai dây thanh di động sang hai bên rất là hạn chế và những bệnh nhân này thì ngoài vấn đề bị khàn tiếng thì họ còn có nguy cơ bị khó thở à, có thể đe dọa đến tính mạng và trong những trường hợp cấp cứu thì chúng tôi buộc phải mở khí quản cấp cứu để cứu sống bệnh nhân. Nhưng mà hậu quả của điều này là gì? Bệnh nhân sau đó không thể nói được. Rồi à, thở qua canin là theo đường không tự nhiên, cho nên rất dễ bị viêm đường hô hấp ở phía dưới và bệnh nhân kèm theo nút đau, nút vướng do phải đeo canin chúng tôi tiến hành phương pháp phẫu thuật cắt dây thanh một bên à, theo những hình ảnh mà à, quý vị có thể nhìn thấy ở trên màn hình và nhờ cái phương pháp này mà đã giúp cho bệnh nhân hết khó thở cũng như là vẫn có được một chất lượng giọng nói tốt đây là một trường hợp của bệnh nhân nữ 46 tuổi để chuẩn đoán liệt dây thanh hai bên bệnh nhân trước đó đã được cắt toàn bộ tuyến giáp do bệnh lý ca giác và đây là hình ảnh trước mổ của bệnh nhân có thể thấy rằng là gì khi bệnh nhân hít thở tối đa thì khe thanh môn cũng vẫn rất là hẹp chỉ khoảng một đến 2 mm Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật cắt dây thanh hai cắt dây thanh một bên bằng laser. Và khi mà nhìn vào phương pháp phẫu thuật này thì uh, có thể thấy rằng là can thiệp rất là tối thiểu và hầu như là không có sự chảy máu. Và đây là hình ảnh của bệnh nhân sau khi phẫu thuật. Thì, uh, khi hít thở thì khe thanh môn đã được mở rộng ra rất là nhiều uh, so với hình ảnh trước phẫu thuật và thực tế là bệnh nhân đã trở lại được công việc uh, sinh hoạt lao động hàng ngày một cách bình thường mà không bị khó thở và điều tuyệt hơn nữa đó là họ vẫn có được một chất lượng giọng nói tốt thể hiện là khi phát âm hai dây thanh vẫn khép kín hoàn toàn như vậy thì uh, trong cái buổi trình bày ngày hôm nay tôi cũng đã giới thiệu được uh, những cái nội dung liên quan đến vấn đề về số loại giọng nói uh, đó là những thay đổi À, về các đặc tính của giọng nói như là vấn đề cường độ, à, vấn đề về à, về âm, à, vấn đề về âm sắc, vấn đề về cao độ và à, có rất nhiều nguyên nhân có thể gây ra rối loạn giọng nói ở đây từ biểu tự do những nguyên nhân về tổn thương về mặt cấu trúc hệ thống thần kinh chi phối thanh quản do nguyên nhân về mặt tâm lý hay là do hiện tượng lạm dụng sử dụng giọng nói quá mức và à, luôn luôn cần phải theo một quy trình chuẩn đoán đầy đủ để tránh bỏ sót các nguyên nhân gây ra rối loạn giọng nói và nó quy trình này sẽ bao gồm việc là gì thứ nhất là hỏi bệnh nội soi và đặc biệt là cần phải tiến hành các cái thăm dò chuyên sâu để đánh giá về giọng nói và chúng tôi cảm thấy là rất là vui tự hào khi ở tại khoa tai mũi họng bệnh viện bạch mai chúng tôi đã triển khai khá đầy đủ các cái phương pháp thăm dò để đánh giá về rối loạn giọng nói về các phương pháp điều trị thì sẽ gồm phương pháp bảo tồn như là luyện giọng nội khoa rồi các phương pháp can thiệp tối thiểu uh, như là vi phẫu thanh quản tiêm steroid bơm mỡ và dây thanh uh, cắt dây thanh và uh, càng phối hợp nhiều phương pháp thì sẽ càng đem lại được chất lượng giọng nói tốt cho bệnh nhân như vậy chúng ta đã thấy tầm quan trọng của giọng nói vậy chúng ta có thể làm gì để để giữ gìn được chất lượng giọng nói tốt thì đây là những cái gợi ý về cái chế độ những thói quen sinh hoạt tốt hàng ngày để giúp bảo vệ giọng nói đầu tiên đó là vấn đề về cách nói thì cần phải tránh các cách nói gây sang chấn làm tổn thương dây thanh như là tránh la hét tránh nói trong môi trường ồn, tránh các động tác ho đằng hắng giọng và, và cái phần trạng thái ngược lại thì nói thì thầm thì có tốt không ạ nếu nói ít thì không sao, nhưng nếu như chúng ta lại duy trì ở đấy trong một trạng thái kéo dài thì hoàn toàn không tốt. Bởi vì người ta thấy rằng ở trạng thái đó thì dây thanh cũng hầu như không hoạt động và nếu để lâu dài thì nó cũng sẽ đến tình trạng teo và nhựa cơ dây thanh. À, thứ hai nữa là vấn đề về nước. Thì nước cũng rất tốt cho hoạt động của dây thanh. Nó tốt cho con dây thanh hoạt động trơn tru mềm mại và đồng thời nó tránh cho chúng ta cảm giác khô sát học. Chính vì vậy mà chúng ta cũng cần phải uống tối thiểu ít nhất là từ 1,5 cho đến 2 lít nước một ngày nên uống giải sáng trong một ngày. Và thứ ba nữa là cần phải xây dựng các cái thói quen tốt ở uh, trong cái sinh hoạt như là ngủ đủ giấc, tập luyện thể thao để có cơ hước khỏe mạnh, tạo ra một chất giọng khỏe. Rồi hạn chế các cái đồ chế độ ăn uống mà gây ra trào ngược họng thanh quản như là hạn chế cà phê, rượu, đồ ăn dầu mỡ. Uh, và đặc biệt ở Nam giới thì cần phải tránh các cái vấn đề về hút thuốc lá, thuốc lào bởi vì nó không phải chỉ nguyên nhân gây viêm nhiễm và nó chính là những yếu tố tiềm ẩn có thể tạo ra các khối u của họ thanh quản. À, thì à, trên đây khi mà chúng ta xây dựng được những cái thói quen tốt này thì nó chính là những cái yếu tố để giúp à, có một được một chất lượng giọng nói tốt tuy nhiên nếu như mà khi nào khi mà chúng ta có những phát hiện ra những cái bất thường về dụ loại giọng nói thì chúng ta cần thiết nên đi khám à, tại các cơ sở y tế để từ đó được các bác sĩ chuẩn đoán tư vấn và điều trị kịp thời vậy à, nếu như đến khám tại khoa tai mũi họng của bệnh viện Bạch Mai thì việc liên hệ có dễ dàng không ạ? Thì câu trả lời là rất thuận tiện. Bởi vì khoa tai mũi họng của chúng tôi nằm rất gần cổng chính của bệnh viện Bạch Mai, chỉ cách khoảng 100 m và nó ngay ở tầng 1 cho nên rất thuận tiện cho việc tiếp đón bệnh nhân. Chúng tôi cũng có một hệ thống các phòng khám tai mũi họng ở khoa khám bệnh để đáp ứng nhu cầu của các bệnh nhân muốn khám theo yêu cầu hoặc là khám theo dịch theo bảo hiểm y tế. Và À, chúng tôi cũng luôn có số hotline của khoa tai mũi họng cũng như là của bệnh viện Bạch Mai để giúp cho các bệnh nhân có thể đặt lịch khám à, luôn thường trực 24 trên 24 giờ. Bở. Cuối cùng thì à, xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các quý vị, các thầy cô và các anh chị đồng nghiệp. Vâng xin hết ạ. <laughs>